Em kính chào cô chú anh chị đã trở lại với em nha. Dắt này là mình hai nghe cả nhà. Mình một hồi nãy làm xong rồi mà cá em mới quay. Mình đầu quá nghe cả nhà. Mình đầu mấy chục kết vậy à, bỏ đựng tấn à, gặn tấn. Giờ dắt lưới thứ hai gặn xong rồi mấy anh vừa là kéo lưới vừa xả vừa mũi cá. Có cá nhồng nữa nghe cả nhà. Phao cổ cổ coi phải xả phao xả phao. À, con nào nấy này nấy nấy. May quá trời luôn cả nhà ơi. Không xong là thấy là bị mắc mơ rồi cả nhà. Nãy giờ mưa quá trời luôn cả nhà ơi, cho nên em không có quay được. Được gỡ được nhiêu đây nè, nay cá quật quật bành bành luôn, vô một quậy hết ra luôn cả nhà ơi. Mưa mai ảnh hồi mưa tới nữa. Rồi đã mưa quá trời luôn. Lên quạch khủng luôn, cá quạch, cá tàm, cá nhồng. Cá nhồng 2 kg luôn. Đúng mánh rồi quý ơi. Đúng mánh rồi, đúng mánh rồi. Đúng mánh rồi, hai xị luôn rồi. Có. Mày đâu đâu. Quá trời mưa luôn. Ôi. Cá quệt, cá nhồng, cá tam. Hai xị luôn cả nhà ơi. Cá nút lùi luôn. Cá nút lùi luôn. Quá đã. Ơi bỏ ngay chậu dưới đây. Ơi ơi tước chịu lại ngay chỗ em nè. Anh tước xả dùng lại. Ta đâm mây luôn à. Ôi xả xả cái mí đó lại, mí dưới đây nè. Hai tấn luôn đó nha. Chuyện mưa hết hồn luôn rồi. Ở cá quệt, cá đỏ, cá đuối. Đâu chua rồi. Ta lên rồi. Đến rồi. Trời ơi, đã. Cá quệt ăn con ký lưỡi tới lên không nghe cả nhà. À con cá bóp nữa. Hết hồn. Con cá bóp 2 kg, 3 kg vậy. Xuống.
vô em gắn cái hộp vô cái máy nên nó hơi bị mờ, nhưng cả nhà thông cảm cho em nha cả nhà. Bị mưa quá trời dông luôn. Bơm được thôi, xài bên đây chứ sống nó bơm hả, sống tại sống này cặp giặt nó mình khi nó bơm thôi. Làm gì? Làm gì? Làm con này tự thôi.
xấu quá, căng mà nằm xé ta. Quay. Quay giật mình. Quay. 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 Quay.
ơi. Cắt luôn, cắt luôn, cắt luôn. Thank you.
cái này đem xuống mặt ha, hay gì vậy? Okay. Cái này nè. Ừ, ta thấy thiếu rồi đem xuống. Ăn đâu hết, nhiêu đây với nhiêu đó đủ rồi. Đủ được cái đó muốn chiều ăn. Chứ sợ thấy có nhiêu này mà qua tầm. Nhiều đó, được tấn mấy nha cả nhà, tấn tư tấn lưỡi gì đó, 30.000 ký cả nhà, với cái quịch được cũng 30. Ghe giờ chạy về bắt neo, hồi nãy bị lỗi với ghe với bên em á, lê lỗi lê dù á, để cho nó im hơn thì bị thì sống. Bây giờ anh ba chạy về trà neo rồi, anh em nghỉ ngơi cơm nước. Thôi em cũng xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hẹn cô chú anh chị ở những video mới nha cả nhà.